ảnh ốc ăn cám nha. Ốc ăn cám nè. Nhìn nè, chưa thấy răng ốc mà. Ốc nó có cái răng. Xoài. Ê, một cây xoài. Đây là cái chỗ nuôi ốc nè. Đây là cái bồn nước 1000 lít. Cắt cái làm đôi. Xong mình lấy cái bạt mình che cho nắng nó đỡ nắng nè. Rồi cắt mấy cái ống nước nè, làm cái chỗ để cho cá nó ăn cám, cho cá ăn cám mà này ốc nó ăn luôn, ăn ốc nó ăn cám luôn. Chỗ này có ba con ốc, có con kia vàng ươm giống như ốc táo này. Sao mày? Có con ốc táo à, nằm dưới này. Nãy nó ăn nhe răng ra, mình thấy răng ốc. Khoái ăn cám của cá lắm. Bể lá mì nè, lá mì trắng nè. Với mấy cái này. Cái rong này nó ra dữ lắm, nó dục bớt nè. Bạn nào muốn cần thì mình xin nè. Tới mình cho cái này nhiều lắm. Cái này nó đẻ ra nhiều. Cứ một tuần là phải dục bớt đi. Có hai bể. Ở đây nè. Bể nhỏ này. Ở bên này có mấy con. Mấy con ốc. Này.
này nha. Lá mì mà lá mì trắng khóc thích ăn. Coi có lá mì nào nó dấu hiệu nó ăn đây. Cái lá mì này nó ăn. Cái hồ này có mấy con ốc ha. Cái chậu bông á mình chám cái đít lại thôi. Cái hồ nuôi nuôi giải trí thôi. Đây là toàn cảnh khu vườn 200 mét vuông, 10 nhân 26, 260 mét vuông, trồng đủ các loại cây. Măng cục có, dừa có, chôm chôm có, mãng cầu có. Đây là mãng cầu này, hai cây mãng cầu, chôm chôm đây, hai chôm chôm, sầu riêng đây, chôm chôm đây, sầu riêng này, sầu riêng chặt ra bông thế này. Bông sầu riêng này ra lần cuối cùng rồi, nó chết hết rồi. Sau đục thân. Cây này sau đục thân này. Không cứu nổi rồi. Có ai cứu được không thì chỉ mình cách cứu cái cây này với. Chứ nó chết rồi. Trồng cây mì này để cho ốc nó ăn. Mì hạng mì. Nhưng mà mì nó thích ăn nhất là cái loại mì trắng này. Mì trắng. Mì mì lá trắng. Này mì lá đỏ này nè. Những cái cọng nó màu đỏ nè. Này cái cọng nó màu trắng. Còn mì mà lá đỏ ốc nó không thích ăn bằng cái mì này. Cao sản này nó lá trắng này. Cọng màu trắng. Chôm chôm. Đây là cái chanh. Cái chanh của mình. Đây là cái xoài. Xoài Đài Loan. Trời quá. À, đây con ốc nó lên ăn. Đây. Đây cho nó ăn. Rồi. Đó. Nó sẽ nhè răng nó ra nó ăn. Cám ăn cám vô á.
ốc bự bên đây. Quay được cái răng của nó mới hay, ăn được cái răng, nhẹ cái răng đấy à. Ăn cám hiếm, hiếm cảnh nào mà quay được nó nhẹ răng rồi lắm. Ốc mà thấy được cái răng của nó hơi bị khó. Quay càng sát thì nó càng nhẹ, cái điện thoại giỡn quá. Giờ là 8 giờ sáng rồi mà quay này sao nó không lấy nét được rõ. Bốn con lên rồi đó, bốn con ốc lên. Còn bên đây nó cũng đang ăn, thấy không, lấy cục cám vô đó. Này bự mà sao chưa thấy nó đẻ ta, chưa thấy nó đẻ ở đâu á. Phải làm cái gì đó cho nó đẻ mới được. Miệng nó dưới hai cái râu đó, miệng nó nhé răng ra, nó nhè răng ra.